Cảm ơn cho tất cả quý vị đã theo dõi ngày hôm nay. Anh không, khỏe không? Khỏe, khỏe Kim Thơ. Dạ. Bay sao? Bay đi với ai? Đi với thằng Dung Mạnh Cương. Ồ vậy hả? Dạ. Vui không? Đi vui không? Vui lắm. Đi lay xong rồi cái ngồi là làm live show ở trên ngoài sân bay luôn. Ồ, tại nhờ delay làm live show. Đúng rồi. Okay. Nhờ delay mới có live show. Hát 80 bài luôn, chưa được lên máy bay luôn. Nhờ delay mới có là nhiều cái video của Cẩm Thơ coi được quý vị. Nhờ Teletron mới có delay máy bay mới có live show hát nghe. Vui ha. Dạ. Hai cặp song ca này rất là hay. Anh Uy mời mỗi show là bảo đảm là khán giả rất là thích. Bởi vì lạ. Lạ quá không? Dạ. Thay đổi tại vì đúng rồi. Cái dòng nhạc mà của anh chị Lê Yên Phương. Dạ đúng rồi. Lâu nó không có đúng rồi. Thay thế, không giống nó thay thế nhưng mà nó có một những người nào đó để quý vị có những cái tưởng nhớ nhớ lại dạ. Cái không khí đó dạ, thì Hoàng Nhung với lại Mạnh Cương sẽ từ từ sẽ để quý vị quen dần với những cái show của Teletron được kết hợp như vậy. Và đặc biệt nhất là nếu quý vị như bản công thơ cũng đã biết, quý vị đã biết là cái màn mà nhảy tiếng cũng rất là vui của Mạnh Cương nữa. Nhảy tiếng đúng rồi. Rồi. Mà với lại Hoàng Nhung có cái hay là hát được nhiều loại nhạc. Dạ đúng rồi. Giống như bản công thơ vậy đó quý vị. Cảm ơn anh. Hôm nay có gì đặc biệt anh ơi? Hôm nay mặt hàng của mình. Mặt hàng rất là nhiều mà ở bà con Florida mình chờ đợi lâu nhất là cái sản phẩm làm nẹp. Tại vì hôm trước giới thiệu mà đây chưa giờ đem ra, lần đầu tiên mới đem qua đây. Chỉ có khoảng 9 bộ thôi. Mà sáng giờ là chưa có chương trình, chưa bắt đầu mà hết mấy bộ rồi, quý vị đã mua rồi. Dạ. Tại vì đang chờ đó, cho nên là mình đã có mấy bộ là quý vị đã mua rồi. Cho nên 9 cái bộ đầu tiên là được tặng hộp kem đó quý vị và cái hộp kem này. Cái hộp kem này là trị giá tới 1.200 đồng. Của Ovology 1.200 sẽ được 9 người đầu tiên sẽ được tặng hộp kem này trị giá 1.200. Cho nên là nhiều quý vị đang chờ đợi. Tại vì lâu nay hồi nãy giờ là chưa có ở đây, chưa bây giờ giới thiệu ở bên Florida. Tại bên Cali là cũng không có đủ để cung cấp cho quý vị. Nhưng mà trong đợt này là mình sẽ có cái này. Cho nên quý vị nhớ đến liền nha quý vị, để chúng ta có được cái sản phẩm này. Chết mồ rồi, bây giờ cái này em quay chứ em đâu có live stream đâu. Ôi ta dạ. Hy vọng nếu chiều về là tối về là bà Tám Công Thơ post lên liền đó, bà con ngày mai có thể tới. Chứ không thôi là trễ, tại vì chỉ có 9 bộ thôi à. Dạ. Sau đó rồi. Thì chúng ta phải chờ cũng mấy 3-4 tuần mới có được. Chứ chỉ có được cái 9 bộ đem qua đây thôi. Cho nên quý vị nhớ cái set này quý vị thấy đó, mà bà con ở bên Florida ai cũng chờ đợi mà lâu nên hỏi riết mà không có hàng, tại vì bên đó không có đủ giao cho khách hàng. Cảm ơn quý vị đang kiên nhẫn chờ đợi. Có nhiều quý vị mua bao hôm Grand Opening tới giờ á, gần 3 tuần mà cũng chưa có hàng. Trời ơi. Có một số khách có thì gửi, mà khách sau là phải chờ. Tại vì cái số lượng order người mua rất là nhiều, nhưng mà cái hàng nó về thì người nào mua trước thì được gửi tới trước. Cho nên là mời quý vị hãy đến với Teletron, nhất là cái bộ này. Cái laser là cái hot nhất đó. Tại quý vị có thể thấy thời buổi này mình có thể xét giá, nhất là làm đẹp mấy cô mấy chị rất là thích. Mà nó giúp, đây là cái sản phẩm mà nó gọi là Medical Device, được làm từ Israel, tức là làm từ Do Thái, và nó tới lifetime warranty. Cho nên là nhiều quý vị rất là thích đó. Thay vì mình chúng ta thấy là chích bù thoát kìa. Đó, chích filler bù thoát đó. Đó. Bây giờ mình sẽ làm phương pháp tự nhiên. Mà cái nghiên cứu phát triển của ổng là đoạt được cái giải Nobel. Cho nên là rất là nhiều quý vị thích, bởi vì đã xài rồi thì thấy ai cũng mê, tự nhiên giới thiệu gia đình, bạn bè, thân đến mua thêm. Dạ, cho nên hy vọng quý vị sẽ đến với Teletron Orlando. Cũng quý vị đã biết những ghế massage, quý vị đã biết rồi, nệm quý vị cũng đã biết rồi, hoặc là những cái giường trị liệu massage nhiệt. Nhưng mà mới nhất là cái sản phẩm làm đẹp này, mà nhất là quý vị ở Florida, chúng ta biết tại sao mà mua nhiều không? Tại khách hàng ở Florida đó là đa số anh chị em làm ngành nail nhiều. Mà ngành nail nhiều là tiếp xúc hóa chất rất là nhiều, chemical. Thì cái da nó hay bị khô đúng da rồi, và nó hay bị nám da đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Cho nên cái sản phẩm này nó rất là tự nhiên. Thay vì mình chích bưu thoát hoặc là mình làm filler hoặc là căng da mặt thì bây giờ mình làm phương pháp tự nhiên này. Hay nó quá. Rất là hay mà nó tiện lợi, mà cái nó nhỏ gọn thế này thưa quý vị. Cho nên nhiều hồi mình có khách thì mình làm, không có khách mình ngồi mình làm cũng được. Nó không có mất thời gian của mình. Tự làm cho tự mình. Tự làm cũng được. Tại nó có khoảng chừng mỗi cái nó là 4 phút. Cứ tự động nó tắt. Là nó mình qua cái chỗ khác. Đó. Cho nên nó canh cho mình luôn. Tự canh cho mình từ 4 phút. Mình đeo này 4 phút, bên này 4 phút. Ở bên trán 4 phút, ở bên này 4 phút, ở bên này 4 phút. Là mình có được cái khuôn mặt nó sẽ như mịn màng, nó trẻ trung, nó giảm những cái nếp nhăn và nó chống chảy xệ, giúp cho các cô chị cái làn da nó mịn màng trẻ trung. Nhưng cái laser này là một phát minh rất là tuyệt vời. Mà cái quan trọng là cái giá nữa, cho nên quý vị thích cái giá. Tại vì sau cái quý vị nhớ là sau cái ngày lễ Fortune Light là không còn giá này nữa. Cho nên quý vị hãy nhớ, cho nên quý vị hãy nhớ là sẽ order ngay trong ngày hôm nay, hoặc là gọi số điện thoại là 407 500 8999, 407 500 8999.
hoặc là 1-877-892-6999 để order ngay trong ngày hôm nay. Và nếu mua một set với lại cái lý phép thì được tặng một cái hộp kem trị giá 1.200 đồng. Dạ. Xin cảm ơn Cơm Thơ và cảm ơn quý vị và hẹn quý vị tại Teletron nha. Dạ, cảm ơn anh Uy nhiều. Với tài nhạc với nhiều ca nghệ sĩ sẽ lần lượt trong ngày hôm nay. Rất tiếc là sẽ không có Thiên Kim vì gia đình có cái chuyện buồn. Nhưng mà thay vào đó chúng ta lại có được nữ danh ca Hương Lan sẽ có mặt, mà thay vì là không có trong chương trình nhưng mà sẽ có mặt để thay thế là nữ danh ca Hương Lan sẽ có mặt ở tại đây, thưa Cơm Thơ và tất cả quý vị. Ủa anh ơi, cầm cái gì vậy? Này là cái vé số đặc biệt. Vé số cho hôm nay hả anh? Cho ngày hôm nay. Ngày mai cũng còn không còn nhiều cho nên quý vị nhớ được là ngày hôm nay. Tại vì dầu quý vị có mua hàng không mua hàng vẫn được tặng một tấm vé số này. Ừ. Cho nên quý vị tới coi bà Tám Cơm Thơ hát với ca nghệ sĩ hát ngày hôm nay, vừa chụp hình lưu niệm, vừa gặp gỡ coi nhiều sản phẩm mới, mua hàng giá rẻ mà được tặng một tấm vé số. Rồi sau đó mỗi 1.000 có thêm tấm vé số nữa. Tại vì thật sự cái cuộc số này là được diễn ra tại Cali, chứ được số vào July 4. Đó, trong 4 ngày ca nhạc ở July 4 tại Cali. Nhưng mà khách hàng, cái show mình đã nằm trước 4 July cho nên ở đây sẽ mang qua bên này. Tặng quý vị xong xuôi rồi đó là sau đó anh em sẽ đem về để đó, July 4 sẽ sổ chung. Và cái giải độc đắc là chiếc ghế mới nhất, mà chiếc ghế là 17.000. Mới nhất của đời 24 chưa ra thị trường nữa. Cái ghế này sẽ được ra thị trường cuối tháng 6 này. Nhưng mà mình sẽ là người một người đầu tiên mà có chiếc ghế trên thế giới và chiếc ghế là 17.000 mà tặng vé số luôn. Tặng vé số và lại một cái vé thế này, thưa quý vị, mời quý vị đến vừa qua khai nhạc được tặng vé số, gặp bà Tám Cơm Thơ. Rồi đưa cho bà Tám Cơm Thơ một ít fan của Tám Cơm Thơ tới làm Tám Cơm Thơ tặng mỗi người phụ ấm đi. Đó, vừa gặp gỡ nhau mà vừa tặng vé số cho quý vị để chúng ta có may mắn trong cái dịp mùa hè năm nay, thưa quý vị. Bên cạnh đó chị Phương Hồng Quế cũng đã có mặt ở đây cùng với lại Uy Nguyễn cũng như là Hoàng Nhung, rồi Mạnh Cương, anh Dũng và nhiều nhiều ca nghệ sĩ đang lần lượt đến trong ngày hôm nay để phụ cho quý vị cho đến tới, nó là tới 10 giờ đêm nay, nhưng mà thật sự thường thường là cũng hay kéo thêm mà 11 giờ không hồi nào thêm tiếng không hả quý vị, tại vì biết là quý vị đi làm ở đây đó, đi làm neo về nhà hồi 7-8 giờ mới về, cho nên tận tới coi vẫn tiếp tục được, quý vị đi làm ra vẫn coi được, cho nên là rất là càng vào tối càng đông vui hơn nữa, thưa quý vị. Dạ, mời chị Phương Hồng Quế với lại Hoàng Nhung. Dạ vâng, Phương Quế đang có mặt tại Teletron, thưa quý vị. Vâng, hôm nay chương trình ca nhạc thì bắt đầu trễ để cho các chị em ở đây, đa số các chị em làm neo đó về thì có thể đi xem kịp, tức là 3 giờ đúng là chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình văn nghệ và chương trình on sale mua bán thì đã từ sáng 10 giờ. Ngày mai cũng vậy, ngày mai cũng là 10 giờ sáng là mình mở cửa để những mà hàng on sale với lại tặng sổ số cho quý vị. Và bên cạnh đó là ngày mai 1 giờ. Mai là hát sớm hơn, hát sớm hơn, chủ nhật cho quý vị về nghỉ ngơi sớm, thứ hai còn đi làm. Cho nên là ngày mai là chương trình bắt đầu đúng 1 giờ cho đến khoảng 9-10 giờ đêm. Còn hôm nay thì từ 3 giờ cho đến nói là 10 giờ. Chính nhưng mà thường thường là hay kéo tới 11 giờ lắm quý vị. Yeah. Cho nên là quý vị đi làm về trễ thì cứ việc đến với Teletron để cùng xem văn nghệ và cùng mua sắm. Có những nhạc mặt hàng rất là đặc biệt trong cái mùa hè này vừa mới ra. Nóng hổi quý vị đến thì tận mắt sẽ thấy, sẽ được thử những cái mặt hàng làm đẹp cho quý vị, rồi những cái nệm, những cái ghế bàn đều có on sale hết. Vâng, thì mong là quý vị đến, anh chị em nghệ sĩ đến rất là đông đủ rồi. Chỉ đúng 3 giờ là chương trình chúng ta bắt đầu. Yeah. Dạ. Hồng Nhung. Hello cả nhà. Hôm nay thì Nhung cũng bay một cái bay rất là dài để mà đến đây để mà gặp tất cả quý vị. Thì rất là mong sẽ là được gặp tất cả mọi người tại Teletron vào ngày hôm nay. Hôm nay Nhung và ca sĩ Mạnh Cương sẽ có những cái tiết mục của riêng hai đứa để dành tặng tất cả quý vị như lần đầu. Lần đầu tiên Hoàng Nhung với Mạnh Cương đến Orlando. Lần đầu cũng đến Orlando trong chương trình của Teletron. Thành ra là Nhung rất là vui và cảm ơn anh Huy, cô Quế cho Nhung với Cương cơ hội để mà được đến để gặp tất cả quý vị, và mong là sẽ gặp tất cả quý vị tại Teletron. Vào chiều nay là chương trình sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Còn hát thì sẽ hát tới tối, khi nào quý vị còn ngồi thì Nhung và Cương cùng bài. Nhung hát mười mấy bài chứ không? Coi như cũng được hết. quý vị còn nghe là quý vị còn nghe là sẽ còn hát, còn hát. Mình có một lần như vậy đó con ha, bên San Jose đó. Cô bay tới 10 tiếng thôi cô. Dạ, cho nên hát cho đã phải không? Cho đã. Cho nên quý vị nghe cũng đã luôn. Còn bà Tám, ông ta định hát bao nhiêu bài đây? Em hát cũng 20 bài thôi. 20 bài. Em không hát nhiều. bà Tám Cơm Thơ fan nhiều lắm nha. Fan ở Florida nhiều lắm. Ở Phương Hồng Quế mà từ sáng giờ đó, nghĩa là phone gọi liên tục, là fan tới thăm, tới mua hàng, rồi tới mang thức ăn cho ăn, trái cây gì nữa nè. Thành ra bà Tám ở đây nhiều fan lắm, vui lắm quý vị. Mong rằng quý vị đến ngay với Teletron nha. Anh chị em, chị nghệ sĩ rất mong gặp quý vị. Dạ, và bên cạnh đó quý vị thấy những ghế massage trong ngày hôm nay đó là lần đầu tiên
mà có chương trình này đó là của model là GPT 3000, cái loại mà trí tuệ nhân tạo đó. Và tác thơ quý vị biết sao không, là tại Orlando là đầu tiên sử dụng cái chương trình này. Là nếu quý vị có những cái massage Inada cũ đó mà mua 8 năm 7 10 năm rồi đó mà nó cũ mà thay vì bỏ thì tiếc. Mà nếu mà mình sử dụng thì nó cũ quá rồi, mà tại vì lúc đó nó tốt thời điểm đó, nhưng mà bây giờ nó kỹ thuật mới nó thay đổi rất là nhiều rồi. Cho nên là nếu quý vị có thể trade in vào như đang chờ đợi chương trình trước đây, đó là có 500 đồng trade in vào. Nhưng mà trong cái đợt này, ngày hôm nay và ngày mai sẽ mua lại ghế cũ, tức là đi chở ghế cũ đi bỏ cho quý vị, mua lại ghế cũ 2.000 đồng. Ủa ghê hả? Chưa bao giờ có, chưa bao giờ có chương trình này. Chị Quế có thấy đó, có 500. 500 có 1.000 đồng. 1.000 cũng có một khi lần. Khi mua những cái loại mà khi nào mà đúng mua rồi. Những loại 17.000 dạ cũng có 1.000 đồng. Bây giờ mua cái loại này là hiện bây giờ giá là 14.000 mà đang sale tại Amazon và tất cả mọi nơi là 10.099 đồng. Theron sẽ bán bằng giá của Amazon và sẽ mua lại ghế cũ của vị trade vào 2.000 đồng. Cho nên là một số tiền chưa bao giờ có chương trình này thưa quý vị. Trước đây là 500 đồng cho ghế đó và 1.000 đồng cho chiếc ghế 17.000. Nhưng mà bây giờ chiếc ghế 10.099 đồng giá sale mà quý vị cũng sẽ được là mua lại ghế cũ 2.000 đồng trong ngày hôm nay, nếu trả bằng thẻ tín dụng hoặc là trả 12 tháng không tiền lời cũng được luôn. Mà sẽ được mua lại cái cũ 2.000 đồng đó. Quá đặc biệt, hấp dẫn lắm. Cho nên nhiều hồi quý vị nói là chở ghế mới tới dục cái cũ giùm, là hồi trước đây là phải trả thêm tiền để mình đi dục cái cũ. Được 2.000. Mà bây giờ lại được trả cho quý vị 2.000 đồng, một số tiền rất là lớn. Mà chỉ có 2 ngày quý vị nhớ là ngày hôm nay và ngày mai. Quý vị gọi số điện thoại là 407-500-8999, 407-500-8999, ngay ở trong khu Orlando, tiểu bang Florida. Nhưng mà nó gần trong khu chợ Tân Tiến và chợ Đông Phương thưa quý vị, nằm giữa chợ Tân Tiến và Đông Phương, đối diện bánh mì Cali. Và quý vị hãy đến coi ca nhạc ngày hôm nay cho đến tới 11 giờ đêm. Và ngày mai thì cũng mở cửa 10 giờ sáng, nhưng mà chương trình ca nhạc thì sớm hơn, tại vì chủ nhật là quý vị được nghỉ nhiều hơn cái ngày. Và con mình ở Florida là ngày thứ bảy là ngày kiếm tiền nhiều. Cho nên là sẽ đi làm về là sẽ ghé coi, cho nên mình sẽ hát trễ để quý vị có giờ đi làm về xong có thể đến với Florida. Còn quý vị ở những Jacksonville, ở Miami, ở Palm Beach, ở San Pete, hoặc là nhiều những cái thành phố lân cận 2-3-4 tiếng lái xe thì có thể đến chiều hôm nay hoặc là ngày mai sẽ có thưởng tượng một cái chương trình rất là hay và sôi động từ Tấn Công Thơ cũng như chị Phương Quế với Hoàng Nhung. Rồi, cảm ơn anh Uy và chị Phương Quế, Hoàng Nhung rất là nhiều. Em sẽ ưu tiên post cái clip này trước cái clip mà tụi em làm live show ở sân bay delay. Bạn nếu mà coi ngược thì thông cảm, tại cái này là cái chương trình rất là đặc biệt, phải post trước chứ không thôi là mọi người không có biết là bị trễ. Trước hết là cái vé số thì gửi tặng miễn phí dù có mua hàng không mua hàng. Thứ hai là cái set làm đẹp nó chỉ có 9 set thôi, cho nên là quý vị mua sớm thì được tặng một cái hộp kem trị giá 1.200. Cho nên là cái chương trình này quý vị nhớ hấp là hấp dẫn, cũng như là cái mua lại 2.000 những ghế cũ cho quý vị. Vậy Nguyễn, nếu như vậy thì Nguyễn sẽ rất là nhanh nữa, bà Tám Công Thơ ra một vài cái sản phẩm mà nó nhỏ nhỏ mà có cô bà rất là thích. Lâm thầy biết cái món gì không, mà sáng giờ là liên tục hồi sáng đến giờ, cái đồ nấu cá kho tổ ở đây mà con đi biển cái đồ cũng có nhiều cá, nhiều cũng gái lắm. Nhưng mà cái nồi đất nung cá kho tổ thường thường là khoảng 20 đồng cho đến tới 23 đồng, mà trong ngày hôm nay sale có 3 đồng. Nồi đất nung cá kho tổ 3 đồng. Nhung mua cái về kho cá cơ má. Có 3 đô thôi quý vị, còn rẻ hơn tiền shipping nữa. Tiền ship cũng là không đủ. Dạ, 20-30 đồng không ạ. Đa cũng số đâu giống nhau hết á, nhưng mà riêng ngày hôm nay tại Orlando quý vị mua chỉ có 3 đô. Vậy xin nhắc lại, xin cáo lỗi quý vị là cái giá này chỉ áp dụng cho Orlando thôi. Tất cả những nhánh khác thì không có. Những món hàng lớn thì chỉ được giống giá, nhưng mà hàng nhỏ nhỏ thì không có. Rồi nồi cơm điện hiệu Tiger làm tại Nhật 10 cấp. Ở đây thường thường bán là từ 200 đến 230. Quý vị mua tại ngày hôm nay và ngày mai, mà cái hàng đến trước thì mua trước quý vị nha. 99 đô thôi, Made in Japan 10 cấp. Rồi một set sâm mà của Đại Hàn mà lại hai hũ. Loại sâm này 6 tuổi rất là tốt cho sức khỏe, làm đẹp da nữa. Mà quý vị biết là thường thường là 150, sale 100, một hũ không là bán 99 đồng, mà ngày hôm nay hai hũ mà bán có 48 đồng. Đó, cho nên nó rất là rẻ quý vị nhớ, mà cũng những sản phẩm này chỉ dành cho khách tại Orlando mà thôi. Cho nên mọi chi tiết quý vị gọi số điện thoại là 407-500-8999 hoặc đến thẳng ngay Tetron Orlando ở trong khu chợ Tân Tiến và chợ Đông Phương. Và mọi chi tiết liên lạc của số điện thoại một lần nữa là 407-500-8999, 407-500-8999. Mà nhớ vé số này, hy vọng quý vị để người may mắn đến với là fan của Tấn Công Thơ, tất cả quý vị đang theo dõi hãy đến với Tetron Orlando để cùng tham dự chương trình này thưa quý vị. Rồi, cảm ơn anh ơi rất là nhiều. Cảm ơn Công Thơ, cảm ơn chị Quế, cũng nhờ chứ. Đây là
Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.